Các bác sĩ tại Bệnh viện Kim Ngân Đàm từng thu thập các mẫu bệnh phẩm từ các bệnh nhân mắc viêm phổi lạ vào cuối năm 2019. Một thành viên trong phái đoàn cho rằng đây là cơ hội quan trọng để nói chuyện trực tiếp với các bác sĩ trong khoảng thời gian có tính chất quyết định chống COVID-19. Lịch trình làm việc của phái đoàn chưa được công bố, nhưng theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, phái đoàn có kế hoạch đến thăm Viện Virus học Vũ Hán, các phòng thí nghiệm, một số chợ và bệnh viện ở Vũ Hán. Các thành viên phái đoàn sẽ không được tiếp xúc với cư dân địa phương vì quy tắc phòng dịch của chính phủ Trung Quốc.